quay cả chú đấy đúng rồi. Ơ nhưng mà sao nó đứng kiểu này à? Chụp phải nó có hình này. Đứng kiểu này thì nó sẽ có bạn nó tuột tao không? Không, kiểu nào cũng được hết đấy. Tưởng nó phải đứng. Thôi chú thả ra bây giờ nó yên yên đi. Trốn được rồi. Là ta của bố. Đấy, bây giờ quay ham cả mặt anh với lại mặt anh kia. Quen cái là sướng, im 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 phê rồi, phê lò tù bà rồi. Loạn hết cả. Đợt trước lấy á, nó còn dãi nó chảy thấy quay lên dãi nó chảy đây đây dãi này, đây đây. Ừ. Ừ. Tony. Con nhìn được rõ mặt bố mới. Ông ơi, tôi mới mua gần 1 triệu cái lồng đấy. Ông này ông hăng, ông có kinh nghiệm, ông đi xử lý các cái đối tượng. Ui ui ui. Thôi chú cởi cái dây vào mồm đi. Để cháu thút nó nhẹ mà, rút ra là được. Rút sợ nó cắn không? Không.